tin giáo phận Hà Tĩnh, khánh thành nhà thờ và cung hiến bàn thờ giáo họ hộ độ. Ngày 13 tháng 2 năm 2019, trong không khí tiết xuân kỷ hội và niềm hân hoan chào đón tân giáo phận Hà Tĩnh, giám mục tiên khởi của giáo phận đã khánh thành nhà thờ và cung hiến bàn thờ giáo họ hộ độ thuộc giáo xứ Xuân Tình. Cách đây 7 năm, Đức Giám mục Phao Lô Nguyễn Thái Hợp đã ký quyết định và dâng thánh lễ đặt viên đá xây dựng nhà thờ hộ độ và với sứ vụ đầu tiên tại giáo phận mới Hà Tĩnh, Đức cha Phaolô đã ưu ái viếng thăm các băng khánh thành nhà thờ và cung hiến bàn thờ giáo họ hộ độ. Đồng tế và hiệp dân thánh lễ có quý cha trong tòa giám mục Hà Tĩnh, quý cha giáo hạt Văn Hạnh, quý cha quê hương và đông đảo cộng đoàn phụng vụ. Giảng trong thánh lễ, Đức cha Phaolô nhấn mạnh, ngôi nhà thờ hộ độ được xây dựng bằng xi măng và cốt thép. Tuy nhiên, một khi đã thánh hóa thì ngôi thánh đường trở nên đền thờ của Thiên Chúa. Chính trong ngôi thánh đường này, Thiên Chúa sẽ gặp gỡ dân Ngài, chính nơi này khi có hai hay ba người họp lại nhân dân Thầy thì Thầy ở cùng anh em. Và từ đây, cộng đoàn hộ độ sẽ có không gian để cầu nguyện cho bản thân, cho từng gia đình, giáo họ, đất nước, thế giới và giáo hội. Theo sử xưa, giáo họ hộ độ là một trong những giáo họ đầu tiên của giáo sứ Xuân Tình đón nhận tin mừng. Trải qua bao thăng trầm lịch sử và thời cuộc, đói khổ, chiến tranh và thiên tai bão lụt, nhưng thế hệ cha ông hộ độ không đầu hàng bỏ cuộc, mà vẫn một lòng son sắt trung tín với Thiên Chúa và bám trụ xây dựng quê hương với ngành nghề diêm nghiệp. Tọa lạc trên thôn Vĩnh Thông, xã Hộ Độ, huyện Lộc Hà, tỉnh Hà Tĩnh, giáo họ hộ độ hôm nay đã thật sự mang trên mình một diện mạo mới một sức sống mới một vị thế mới và mở ra trang sử mới trên hành trình đức tin của cộng đoàn dân chúa nơi đây Bye -bye.